Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở ấp Thay Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Sang và anh Kiệt quay các anh cưa cây mùa u. Thì cây mùa u này gồm có hai tược. Cây mùa u này cũng lâu năm. Xin mời cả nhà cùng theo dõi các anh sẽ cưa như thế nào. Ah.
Thank you.
trái phần u nè. Giờ cắt dọn tỉa cho nó gọn gàng, với hai là lấy phần nhánh của nó, cái khúc này to để làm căn giá. Cũng đã hoàn thành xong cái mẫu hoa tự cả nhà, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.